Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tôi tiếp tục review xem xe chữa ke trên rừng núi như thế nào nha. Rồi bây giờ xe cũng bị chuyển động lên dốc đây.
Các bạn xem xe xuống dốc này nè, nếu mà thời tiết mưa thì xuống dốc này ớn lắm. Hôm nay thì thời tiết nắng nóng cho nên là bắt tài chạy xuống dốc này nè. Không xem lẻ như thế nào cho anh, không anh xem lẻ anh đi như thế nào. Trời nén nữa đó, trời mưa lắng đua cái nó, trời mưa không giống đi nè.